chào cả nhà. Nấu xong nồi cà ri, mời cả nhà ăn nha. Hồi nãy mình bản thân mình khi mình nấu mình cũng có nói rồi, thì mình có nửa con gà, thì bữa nay mình không biết làm gì thôi, mình cũng thèm cà ri thôi, mình nấu cà ri. Thế vậy mời cả nhà ăn cùng mình nha. Hello, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh. Thương chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn cùng thành công trong cuộc sống. Mình có nửa con gà chạy bộ nè, nấu gì đây ta? Thiệt là khó nghĩ, nấu cà ri nha. Ok, vào bếp cùng mình nhé. Nửa con gà đó mình đã chặt rồi. Và đây là tỏi nè, tỏi. Cái này là bột nêm của mình nè. Trong bột nêm này là có đường, muối, bột ngọt. Rồi cái này cà ri. Ok. Thì bây giờ mình sẽ trộn lên. Ở đây xả, xả của mình chút rồi mình sẽ xài đó. Ở đây không? Đây là cái nồi, nồi nước cốt gà nè. Mình đang nấu cho má ba đó. Mỗi ngày nấu một nồi vậy đó. Giờ mình sẽ trộn cái này lên nha. Giờ trộn xong rồi nha, bây giờ tắt cho tủ lạnh chút xíu đi mình làm. Nấu cà ri gà nha cả nhà. À, bỏ hai muỗng dầu vô. Hai muỗng dầu. Đây là em gà mà mình ướp rồi nè. Bây giờ mình đợi dầu nó nóng, mình sẽ làm. Bỏ tất cả vô. Bỏ tất cả vô ha. Bị hơi vàng quá rồi, đi lấy đồ không sao. Bây giờ mình bỏ cái, mình bỏ cái này. Mình làm, mình nấu cà ri mình khoái bỏ cái hộp curry test của Thái Lan nè, hộp này. Mình lấy màu đỏ, nó có màu xanh nè, nó có màu đỏ, nó có màu cam, mình lấy màu đỏ. Tiếp tục mình bỏ, tiếp tục mình bỏ cái này vô đây, tiếp tục mình bỏ hết, để mình bỏ hết, vừa cho nó săn thịt. Cả nhà ơi, thịt săn rồi nha. Bây giờ mình bỏ chút xíu nước vô, hồi nãy mình ráng ráng với cái hũ nè, bỏ vô. Mình định bụng là ăn với bánh mì á, mình không có nấu nước nhiều đâu, chắc phải bỏ thêm chút nữa thôi. Hai cái này rồi dùm ba cái, bốn cái hộp này nữa. Bây giờ để cho nó sôi lên lại. Bây giờ thịt mềm rồi nha, giờ mình đổ khoai mà mình chiên rồi á, bây giờ mình bỏ vô trộn lên. Cũng có chín chín rồi, nhưng mà giờ mình thêm chút xíu nữa là ok. Cuối cùng mình mới đổ nước dừa vô, thêm chút xíu nữa đi. Mình thấy là gần được rồi đó. Mình nêm á thì mình thấy cũng vừa rồi, nhưng mà mình không biết khi mình bỏ nước dừa vô thì nó sẽ lạc hơn. Thì bây giờ mình chỉ thêm một muỗng này nữa thôi. Cái muỗng này là cái muỗng bột nêm. Trong cái muỗng này thì nó có đường, muối, bột ngọt sẵn. Dừa này thì mình sẽ đổ vô. Thì khi mình đổ vô thì mình cũng sẽ lấy nước mình chán vô trong cái hộp này. Ok. Bây giờ mình đổ thêm nửa cái hộp nước vô nữa nè. Giờ đổ thêm nửa hộp nước vô. Để coi nó ra làm sao. Mình
giờ cho nó sôi dạo lại, thế là mình tắt là vừa rồi là ăn được rồi. Mình nghĩ nước vậy là đủ rồi, mình không có muốn nước nhiều hơn đâu, chỉ cho nó sôi lại, nó sôi lại là mình đem đi ra được rồi. Sôi lên rồi nè, bây giờ là mình tắt lửa nha. Vậy là xong rồi, mình nêm nếm là đủ vừa ăn trong gia đình nhà mình rồi đó. Nấu xong nồi cà ri ha, bây giờ mình thử nha cả nhà, mời cả nhà nha. Hello, chào cả nhà. Nấu xong nồi cà ri, mời cả nhà ăn nha. Hồi nãy mình khi mình nấu mình cũng có nói rồi, thì mình có nửa con gà, thì bữa nay mình không biết làm gì thôi, mình cũng thèm cà ri thôi, mình nấu cà ri. Ok, vậy mời cả nhà ăn cùng mình nha. Hôm nay mình tại mình nấu cà ri này nó sệt sệt, mình muốn ăn với bánh mì nha. Mà cả nhà ăn nha, mình có ly nước nè, cho mình đem về cho mình ăn về. Thì ở đây thì mình nấu khoai nè, với thịt gà, nhưng mà mình không có bỏ huyết, mình không có mua huyết, tại vì nhà mình ít người ăn á, nếu mình cứ áp thêm đồ vô á thì là nó lại nhiều quá, ăn không có hết. Mình là người bị ăn cũng như là không ai ăn thì mình ăn á. Mời cả nhà. Cũng vừa, không có bị mềm, không có bị over. Thì bữa nay á, mình đi ra đây mình ngồi, bắt đầu gần mùa hè rồi đó, lại giờ ra đây được ra đây ngồi nó yên tĩnh chút, xung quanh không có bị tiếng ồn, ai coi tivi trong nhà mà cũng không sao. Rồi, bắt đầu ăn cả nhà. Mình ăn ổn rồi. Thì nấu cà ri thì mỗi người nấu một ý. Mình thì không có giỏi về nấu ăn đâu, nhưng mà mình học được nấu cà ri kiểu này là ngày xưa đó, có ngày xưa mới mở quán có mướn một cái cậu người Thái, cậu giờ lại làm thì cậu lòng nấu cà ri kiểu vậy. Thì giờ từ đó đến giờ là mình cứ bắt chước theo, mình nấu theo cậu bằng cái này. Mình sẽ ăn nấm gà, cái miếng chanh, có chanh mình ăn cứ chua chứ không ngon. Mình có bỏ miếng khoai khoai môn nữa. Nhà còn miếng khoai môn á, bỏ thêm vô, bỏ khoai lang ở nhà cũng có lắc nhắc có chút chút gì đó, mình có bỏ vô miếng khoai lang, miếng khoai tây, rồi mình lục được thêm miếng khoai khoai môn. Môn ngon hơn á, béo, tại khoai môn á nó sẽ lâu mềm hơn mấy cái khoai kia. Khoai lang cái môn mềm lắm, mình thấy trong cái nồi nấu còn một lúc mà mấy cái khoai kia nó rã ra, còn cái khoai môn nó vẫn còn. Không? Nguyên cục khoai môn vẫn còn, mình lấy hai cục, nó mềm mà ăn này thì mình khoái ăn khoai. Vậy mình biết mai mốt mình sẽ nấu khoai môn không, anh biết về nhà thử nấu theo cách cái hộp của nhung mình thì ngon. Mình không có tỉ mỉ đâu, mình biết nhiều người làm rất là tỉ mỉ, nhưng mà mình thì thích đơn giản, bởi kiểu của mình thì học sinh làm dễ lắm, ăn vừa lẹ. Khoai để dặn khoai còn ngon lắm. Mình không có rau gì ở trong nhà, mình có miếng rau quế, mình bỏ rau quế rồi. Khoai lang nãy mình đang ở trong đó, mình thấy do là mình đi vô ở trong nhà, mình thấy cho ăn lén cái này của mình, mẹ nấu ngon quá. Cái mẹ mình mới nói là múc ra đàng hoàng ăn, ảnh là chuyên môn ăn trong nồi á. Anh cứ thấy trong nồi của mình nó đi ngang, ảnh mà đi ngang anh thấy đồ ăn mình nấu cái ảnh nó có vớt vô ảnh nè. Thấy ngon á. Mình nấu mặn mà. Có thể nhiều người ăn của mình thì họ thì sẽ thấy là mặn, nhưng mà mình ok. Ngon. À,
hồi đó sau khi hết bán quán á, trước khi mà đi học mà Starbucks á, thì mình á, mình làm đồ ăn, mình cũng có cater đồ ăn cho người ta. Ở nhà không có chuyện làm, kiếm chuyện làm. Thật ra mình cũng không biết làm gì nhiều đâu, nhưng mà tại vì hồi đó mình cũng học lóm của bà sức cúc của mình á, thì bà để recipe cho mình thì là mình làm thôi. Được, ngon, tự nhiên làm ăn cái người ăn được thêm ngon kiểu thiệt á. Mình tại vì mình biết mình ngon cái kiểu của mình biết, mình thấy là mình bỏ rau quế vô ăn cũng thơm. Tại mình bữa mình mua rau quế về mình ươm á, mình ươm rau quế á, thì mình không có ngắt lá, mình vẫn để lá trong đó rồi mình bịch á. Ở khi mình cần nga mình hái mình ăn thì nó vẫn tươi á, chứ nó không có bị héo đâu. Mình úng nó vô trong chỗ rồi đây nè, rồi mà úng chỗ mà không có nắng á, không có bị nắng. Mình mở ra mấy lần mình thấy nó ok, nhưng mà mình thấy là thường thường á, nếu mà úng mấy cái rau của mình như nó có đậm cái một cái hơi xương ở trên á, thì mình nghĩ là quất á, tại vì nó ẩm á, nó không bị khô. Gà này em, gà này là gà chạy bộ á, mà thật ra mình cũng không thích ăn gà mềm. Hồi nãy ông xã mình đi làm đẻ mình cũng cho ông ăn, không biết chiều nay chị ba mình có ăn không. Mà nãy hỏi chị thì chị nói giờ chị không có ăn, nhưng mà để chiều thì kiếm ăn để ăn. Ngon. Đây mình khoái ăn cái khoai đây à, khoai môn ngon. Mà thật ra lâu lắm rồi mình mới ăn cà ri lại á. Con á thì anh thích ăn cà ri, nhưng mà anh thích ăn cà ri ở mấy tiệm tàu á, nhưng mà mình thấy cái đó ngon. Có bao giờ mình ăn cà ri mình chỉ thích ăn cà ri kiểu Việt Nam kiểu này thôi, chứ ăn ngoài chỗ tiệm tàu mình không thích ăn. Mình không, nói thẳng là nghe không phải kỳ thị, nhưng mà mình không thích ăn đồ ăn Ấn Độ. Ngon quá. Thịt nó vừa lắm, nó không có bị mềm nữa. Nếu mà mình sắn bị còn hơi dai dai nữa. Ngon. Mà cái nha. Nãy giờ con chó mình nó cứ ở đâu đây nè. Hên nó không sủa. Chứ nó nghe mùi đồ ăn là nó sủa. Nó xin nắng. Ok, mà cái nha. Nó. Nãy mình nói mình làm đơn giản á, là thường thường là mình hay nói là mình đổi bột nêm á. Thật là bột nêm đó là bột nêm mình pha đó, chứ không phải là bột nêm mình mua ở ngoài. Bột nêm của mình có nghĩa là đường muối bột ngọt mình mix với nhau. Mà cái đó là cũng là cái recipe của bà sức cúc á. Thì mình cứ lấy cái đó rồi cái giống gì mình cũng nên đó. Tại vì cơm chiên mình cũng bỏ cái đó. Thật ra đó mình không có xài nước mắm nhiều cả nhà ơi. Mình ăn nước mắm là chỉ ăn nước mắm là ăn bánh cuốn rồi mình làm nước mắm mình ăn nước mắm. Còn khi với mực kho cá mình làm nước mắm, chứ ngoài ra thật sự mà nói nấu đồ ăn á mình hoàn toàn không có nước mắm. Nấu làm mấy nè. Mình không có nước mắm, mình chỉ bỏ bột nêm á. Thì cả nhà cũng thấy lúc mà mình nêm thịt á thì mình cũng lấy cũng thảy bột nêm mình bỏ vô rồi mình ướp. Nhưng mà tại vì mình không có biết lường, bởi mình không có dám nói là mình chỉ ai hết, mà mình cũng như mình nấu nhà sao thì mình làm như vậy thôi. Mà cái nha, nếu người ta kỹ lắm, nhiều khi người ta nấu rồi ta không dục xả vô giống mình đâu, nhưng mà mình thích dục xả vô đó, mình thích nhìn cái xả vậy. Nhiều người phải gói lại để họ lấy ra cho nó dễ, nhưng mà không sao, từ từ lấy không sao đâu. Tự nấu là tự khen. Ăn bữa nay mình ngồi nói chuyện cả nhà ăn hết này, chứ thật ra thường mình bánh mì một ổ vậy nè, mình ăn có nửa ổ à, không ăn nhiều gì đâu.
chút anh cho hết. Ngon quá. Bỏ rau quế vô thơm thơm. Rồi ảnh ngồi nhìn tôi à, nhìn tôi Ngọc Sương à. Xin lỗi nha. Nấu ít, thường nấu ít mà đừng có nấu nhiều. Nấu nhiều, mình thật ra mình có bạn nói cho mình là tại sao không chia sẻ nấu đồ ăn. Nấu đồ ăn ai ăn đây, có mình ăn thôi. Ăn cần đây không mập. Mình á, thì thật ra không uống thuốc đâu. Mình chỉ bị là khớp xương rồi kia thoái hóa cái cục sống. Mình cũng uống thuốc mà. Còn cảm thì ai lại không, lớn tuổi như mình ai là không cảm. Đi ra đường mà gặp mà mưa hay gì đó hay là lạnh chút xíu thì vậy nhà mình cũng bệnh. Nhưng mà không sao, cái đó là bình thường. Nhưng mà có một cái mình không uống thuốc, mình không có bị uống thuốc nhiều. Bởi vì cái đó cũng là cái phước hả? Ăn lát của anh. Giờ còn trưa thôi. Chào cả nhà. Gặp lại cả nhà sau. Chào cả nhà nha. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem video và đồng hành cùng gia đình mình trong thời gian qua. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin đừng quên đăng ký kênh, bấm like và share và cùng đồng hành với mình trong những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.